Mais quem foi a Nadarma, uma famessa, vai colocar na mesa. My future is so bright, your future will always be bright and full of color. With dream and jobs you want to pursue, just like the little one of someone that has color, dream, and many in her same color. Now, let's find out what their dreams are. Xin cảm ơn tiết mục vô cùng nhanh nhiều của các em khối khoa la. My future is so bright. Tương lai của con sẽ luôn đứng sạch và ngập tràn màu sắc và những ước mơ với nghề nghiệp và con mong màu sơ sành. Các em sơ bé qua cũng vậy. Các em có vô vàn ước mơ với nghề màu sắc đến được. Và chúng ta cùng xem nghề nghiệp mơ ước của các bạn là gì nhé. Hello everyone, we are someone. My name is Sue. My name is Levi. This is our fashion show. Let's start! These are Ben and Michael. Ben wants to be a police officer. Michael wants to be a designer. Don't they look brilliant? Next, we have Danny and Mizu. Now, Danny wants to be an oceanographer. Wow. Mizu wants to be a makeup artist. Don't they look adorable? Let's hear it for Danny and Mizu. Next up, we have Tony Man Ann and Lavi. Tony Man Ann wants to be a professor. Lavi wants to be a teacher. How lovely. These are Ming Kang and Midge. Ming Kang wants to be a soldier. Midge wants to be a DJ. Wow! How cool! Next up, we have Babylon and Cherry. Babylon wants to be a police officer. Cherry wants to be a painter. How adorable! We have Kuhn and Tony Coy. Kuhn wants to be a worker. And Tony Coy wants to be a construction engineer. Aren't their outfits brilliant? Amazing. Next up, we have Mika and Lunip. Now, Mika wants to be a designer. And Lunip wants to be a painter. Awesome! And finally, we have Sue and Yukyeon.
Sue wants to be a nail technician. Yukiep wants to be a stylist. And finally, we have Bear. Bear wants to be a music producer. Don't they look amazing? Xin mời quý phụ huynh một lần nữa hướng mắt về sân khấu để nhìn ngắm những bộ trang phục đáng yêu từ các siêu mẫu nhí đến từ Sun One. Please give a big round of applause to welcome Sun Bears One back to the stage. And let's admire their amazing outfits. Xin chúc mừng lớp Sun One đã hoàn thành chương trình năm học. Sau đây, xin mời giáo viên của lớp lên trao phần quà và giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho các con. Congratulations to the children of Sun Bears One for completing the school year. Now, we would like to invite the teachers of the class to come up and present the gifts and certificates of completion to the children.